Đấu La Đại Lục phần 2 tập 971, Đường Vũ Đồng chiến với Long Hoàng Đấu La, tuyệt thế đường môn. Vũ hồn chân thân Tu La Chi Đồng, vận mệnh chi thẩm lý và phán quyết, linh hồn cướp đoạt, vận mệnh chỉ thương, linh hồn trùng kích, di chuyển tức thời, vận mệnh tài quyết, mở ra vòng linh bán vị diện. Trong thời gian ngắn ngủi này, Vũ Hạo liên tục sử dụng 8 cái hồn kỹ, vì Kenshi chính là cho mình và Đường Vũ Đồng chế tạo ra một cơ hội đào tẩu. Hắn đã thành công. Đen kịt, thân thể của Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng sắp hoàn thành truy vào phiến di thông của vòng linh bán vị diện đại môn lúc phủ xuống. Toàn bộ thế giới giống như cũng ở mạnh trong đen kịt lại cứng lại. Thanh âm xà lùa trong trước mắt của hóa thành hắc ám, hơi nữa là ngừng cố không gian ở trong quần quẩn. Chỉ thiếu một ít, ngươi thật sự chỉ là chênh lệch một chút mà thôi. Một cái long trảo màu đen to lớn lóe ra áo quang màu tím, đen kịt ngưng cố không gian ở trong cầm giá, bắn trúng vị trí. Đúng là Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng vừa mới trốn vào đen kịt đại môn. Đại môn đen kịt này lập tức vỡ vụn, hai đạo đã là làm nhạt bốn biến mất, thân thể trong tấn cũng trở lên rõ ràng, màu đen kia quấn quanh ở bên trong bị ngạnh sinh kéo lại. Yên tĩnh hắc ám biến mất, Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng cơ hồ là đồng thời ngã nhào trên mặt đất. Đường Vũ Đồng ở trong mắt này tràn đầy vẻ kinh ngạc, thân thể có chút lung lay sắp đổ viện vào của Vũ Hạo một lần nữa đứng lên, trên mặt đẹp thần sắc cũng biến thành cả ngưng trọng thêm rồi. Trong bóng tối, trên mặt của Hắc Ám Thánh Long mỉm cười đã biến mất, Long Thần Đấu La Long Tiêu Dao lần nữa hiện ra bọn hắn ở trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn tập trung ở trên ngực của Vũ Hạo, trong ánh mắt đó có tâm tình khó tả đang chấn động. Hiện tại, ta nhất định là phải thừa nhận, ngươi so với ta lúc còn trẻ càng có thiên phú, thành tựu cũng càng cao. Long Tiêu Dao tự đáy lòng mà nói, ngươi hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần không đến bát hoàn liền có thể có được tinh thần hệ vô hồn hồn hạch. Tương lai một khi ngươi đạt tới siêu cấp đấu la cấp bậc kia thì có khả năng chống đối với ta. Liệu có một ngày ngươi có thể tăng lên tới cực hạn đấu la, như vậy ngươi sẽ cùng thần thú, ta đế một lần tầng thứ tồn tại. Nếu như không phải ta có yên tĩnh hắc ám lĩnh vực, các ngươi đã thành công bỏ chạy. Có lẽ chính là ta lúc tuổi già sau lớn nhất là một chuyện cười đi. Vũ Hạo theo Đường Phu Đồng dưới sự trợ giúp tránh thoát đi ra, biến mất miệng mũi cũng là chảy máu, âm thanh lạnh lùng nói, có thể cuối cùng chúng ta cũng không thể ly khai, không phải hay sao? Hắn miệng mũi ra máu cũng không phải là bị Hắc Ám Thánh Long gây thương tích, mà là liên tục toàn lực thi triển ra 8 cái cường đại hồn ký trả giá cao. 8 cái hồn ký không có chỗ nào mà không phải là cực hạn sử dụng. Lúc này tinh thần của hắn chi hái đều là có chút vết rách, đầu đỏ muốn nứt, còn muốn vận dụng lúc trước loại cường độ tinh thần này, công kích đã là không có khả năng. Nhưng chúng ta còn không có thua, chúng ta tử vong bất luận là cái gì, chúng ta đều không có thua. Đứng ở bên người Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng đứng lên tới một bước, chắn phía trước của Vũ Hạo. Vũ Hạo ngẩn người, Đường Vũ Đồng thì là nghiếng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói, vì cái gì không chịu tin tưởng ta, nếu như vừa rồi là chúng ta hợp lực, có lẽ thành công rồi, ngươi quá là đại làm tử chủ nghĩa. Nhìn ánh mắt của nàng bất mãn, Vũ Hạo lập tức hoảng hốt hạ xuống. Trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, lỡ như nàng là đồng nhi, lỡ như nàng đồng nhi cùng với ta phối hợp, như vậy vừa rồi cũng thành công. Hiện tại, tới phiền của ta đi. Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người giống như gió liền xông ra bên ngoài. Nàng xinh đẹp cũng là cao ngạo, tại thời khắc này nàng phảng phất chính là đốt sáng lên bóng tối của quang minh nữ thần, có thiên thân lao đầu vào lửa quyết tuyệt, kiên định cũng chưa từng là có từ trước đến nay. Phấn màu xanh nhạt đại bà lãng tóc dài ở trên không trung tung bay, thân thể mềm mại vọt tới phía trước, rõ tiếng rồng ngầm vang lên, rực rỡ kim sắc quang diễm ở sau lưng của nàng kéo túm ra đuôi lửa thật là dài. Long Tiêu Dao trên mặt lần nữa nổi lên dáng tươi cười, như trên mặt của Đường Vũ Đồng phần kiên quyết cùng với kiêu ngạo, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên tay phải của mình. Đúng vào lúc này, thân thể của Đường Vũ Đồng đột nhiên ở trên không trung sừng lại một chút. Ở trên người của nàng, toàn bộ 7 cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Hồn hoàn của nàng cũng tương tự không là hồn dừa pha trộn cho cân đối. 6 cái vạn năm, 1 cái 10 vạn năm, làm quyết không kém hơn là Vũ Hạo đích thiên phú. Bối sở dĩ tìm tới Đường Vũ Đồng, làm cho nàng đến đây thông trì Vũ Hạo trở về, ngoài trừ bởi vì nàng lớn lên là giống đồng nhi. Bối hy vọng rằng nàng có thể làm cho Vũ Hạo chậm rãi đối với đồng nhi tưởng niệm đi tới bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn chính là nàng rất mạnh mẽ, 7 siêu cấp hồn hoàn khiến cho nàng bình thường hồn thánh cũng cường đại hơn nhiều. Long lánh 7 cái hồn hoàn khiến cho trên ngực của nàng kim mang càng hơn, trên trán tam sao kích quang vân lổ lên, lập tức trên ngực của nàng màu vàng bồng thượng một tầng làm mùi vi. Màu vàng lam trong vầng sáng này, Đường Phu Đồng có chút ngửa đầu.
Tùy ý tóc bay là dài tung bay, từng tiếng sổng ngâm theo trong miệng của nàng vang lên, sổng ngâm thanh túy tỏ rõ, mãnh liệt màu vàng làm sắc vầng sáng trợ giúp xuống, hình sông khổng lồ quang ảnh lấy thân thể của nàng làm trung tâm, chậm rãi hiện ra, đó là một đầu lóe ra thất thải vầng sáng cự long, thân thể của nó nhìn về phía trên thập phần hư ảo, nhưng ở trong hư ảo này lại có một loại phảng phất có thể chấn áp được hằng cổ uy nghiêm. Khi mà nó nổi lên ở trong nháy mắt này, đứng mũi chịu sào, cảm thụ cường liệt, nhất là Đường Vũ Đồng ngay mặt của Long Hoàng Đấu La. Nếu như nói khi mà Vũ Hạo tinh thần lực đã từng làm choán ở giữa kinh bộ, như vậy trên người của Đường Vũ Đồng sáng lên cái này thất thải cự long quang ánh, hắn tựa như là hoảng sợ. Nếu như chỉ là nhan sắc cùng với khí tức, không đến mức để cho Long Hoàng Đấu La cảm xúc sâu như vậy, trọng yếu hơn chính là uy hiếp mang đến cho hắn áp lực. Đúng vậy, thân là cực hạn đấu la, chính hắn cảm nhận được áp lực này, nguyên ở huyết áp cũng là áp lực. Long thần, theo bản năng hướng về phía sau ngã lùi một bước, Long Hoàng Đấu La lúc này tiêu siêu nghẹt ngào hô lên. Năm đó, hắn và Mục Ân hợp xưng thành hắc bạch song thánh long, Mục Ân phong hào Long thần, hắn phong hào Long hoàng, nhưng phong hào đều là ca ngợi bọn hắn thực lực cường đại mà thôi. Bọn họ vũ hồn theo tứ tự chính là Quang Minh Thánh Long cùng với Hắc Ám Thánh Long. Trên thực tế đều là long tộc chi nhánh, sở dĩ cường đại là bởi vì bọn hắn vũ hồn chính là trần tránh cự long một loại. Quang Minh Thánh Long cùng với Hắc Ám Thánh Long, long tộc địa vị đều tương đối cao, đều là thượng vị long tộc, long tiêu diêu vũ hồn ở trên thực tế cùng với thần tu đế thiên là nhất mạch tương thừa đấy. Mà thần tu đế thiên cùng hắn khác nhau, với tư cách là kiểm nhãn hắc long vương, đế thiên giống như là hắc long tộc trưởng. Mà nếu quả thật có hắc ám thánh long tồn tại, như vậy tối đa cũng tương đương với hắc trưởng lão long tộc. Mà lúc này đây, trên người của Đường Vũ Đồng tản phát ra khí tức, rõ ràng là long tộc đấy, nhưng lại hoàn toàn áp đảo Quang Minh Thánh Long cùng với hắc ám thánh long phía trên. Hơn nữa, vẻ uy áp này, hằng cổ khủng bố uy nghiêm, ở trong long tộc chỉ có sáng lập chi long thần mới có thể có được. Cho dù lúc này trên người của Đường Vũ Đồng tản phát ra một loại khí tức thập phần hơi thở, nhưng chỉ là có một tia như vậy cũng làm cho nàng cấp độ cùng với Hắc Ám Thánh Long hoàn toàn bất đồng. Thực lực của nàng đương nhiên không đủ để uy hiếp tới Long Tiêu Dao, nhưng chỉ là một tia long thần khí tức lại áp chế được Long Tiêu Dao như vậy. Hắc Ám Thánh Long vũ hồn lập tức liền xuất hiện ra sợ hãi. Quang Minh Long Thần Điệp, hồn kỹ thứ tư, Long Thần Phụ Thể. Thất thải cự long quang ảnh ở bên trong thu lại, hóa thành một tầng nhìn về phía trên thập phần mỏng manh. Thất thải long lân bám vào trên thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng. Long lân một mực kéo xa đến cằm, chỉ có đầu không có bao trùm trong đó, mà nàng tự thân ký tưng cũng càng tầng long lân bao trùm, sau đó gấp bao nhiêu lần tăng lên. Sau lưng một đôi đồng dạng bị thổi phồng đã là chính là thành 7 màu hai cánh dựng thẳng lên. Ở trên người, hai hồn hoàn nối gót lóng lánh, thất thải quan diễm lập tức bùng cháy thật là mạnh, hai hồn kỹ long thần giận lối dẫn. Ngang một tiếng, sục sôi tiếng rồng ngâm ở trên không trung vang lên, ngưng tụ thành một đạo cựu đại thất thải quang nhận, hướng phía Long Tiêu Dao đầu vào chém tới, đề tam hồn kỹ Quang Minh Long Thần Trảm. Giờ khắc này đây, cho dù là Long Tiêu Dao cũng đã không cách nào khẳng định rằng Đường Vũ Đồng vũ hồn là cái gì rồi, nhưng có một chút hắn hoàn toàn tin tưởng, cái kia chính là tại Đường Vũ Đồng vũ hồn bên trong, tất nhiên là có một tia long thần huyết mạch hơi thở. Trước khi hắn cho rằng Vũ Hạo là gặp may mắn, viễn siêu lúc trước bọn hắn một ít thiên tài tuyệt thế rồi, mà lúc này Đường Vũ Đồng toàn lực bộc phát, hắn lập tức cảm giác được bọn hắn căn bản chính là cùng tầng thứ tồn tại. Long thần huyết mạch vũ hồn, hắn sống nhiều hơn 200 năm, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Một bực sưng tay phả lên, rốt cuồng nhẹ nhàng vỗ ra, sau lưng của Long Tiêu Dao, bầu trời ở trên hoàn toàn biến thành đen kịt một màu. Quang Minh Long Thần Trảm chém vào hắc ám lập tức tán loạn, nhưng ở trên người của Long Tiêu Dao rõ ràng có xuất hiện ra vầng sáng đạo thất thải, tuy rất nhanh sẽ tiêu tán, nhưng Đường Vũ Đồng một kích này có thể trực tiếp tác dụng đến bản thể của hắn, nhưng gặp một kích này bên trong ẩn chứa Long Thần huyết mạch làm ra tác dụng như thế nào? Đường Vũ Đồng công kích đương nhiên không có đình chỉ như vậy, thân thể mềm mại của nàng tiếp tục vọt tới phía trước, nhưng thân thể lại trong nháy mắt này chuyển hóa, thất thải cự long, long thần ảnh hưởng cũng là hiện ra, nhưng lần này không còn là hư ảo nữa, mà là ngưng thực như thực thể. Đó là một cái hình thể xinh xắn thất thải long, một đôi điệp hình long rực ở sau lưng mở ra, thất thải lân phiến phản xạ ra quang mang tỏa ra ánh sáng lung linh, điều này xinh xắn thất thải long, chiều cao cũng là toàn bộ mỗi chỉ có 7 mét, cùng chân chính cự long so sánh thật sự là quá nhỏ bé, thậm chí tuyệt đại bộ phận trưởng thành địa long nếu so với thân thể của nó lớn rất nhiều.
Thế nhưng ngay tại thời điểm nàng xuất hiện, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Sáo vậy mà lần nữa lùi về sau một bước. Long thần phụ thể dưới trạng thái thi triển ra vũ hồn chân thân quang minh long thần điệp sẽ tự nhiên tiến hóa thành làm cho long thần hạ xuống. Đương nhiên không thể nào là song thần thực sự, nhưng một tia long thần huyết mạch lực lượng sẽ phát huy ra đến trình độ lớn nhất. Long Tiêu Dao sở dĩ lùi một bước cũng là bởi vì trên ngực của nàng long thần ký tức bỗng nhiên trở lên cường thịnh. Nếu như đổi lại là Diệp Tịch Thủy, ngược lại sẽ khá hơn một chút. Mà Long Tiêu Dao Hắc Ám Thánh Long vũ hồn đối mặt với long thần ký tức, tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, cũng không phải là song phương tu vi chênh lệch có khả năng bù đắp. Hai cánh đồng thời chạm xuống, long rực giáo cầu. Long Tiêu Dao tay phải hướng lên nhẹ nhàng đánh trúng. Đường Vũ Đồng chỉ là cảm giác một kích này phảng phất chém vào chất lỏng sền sệt, chẳng những không cách nào hướng phía dưới xâm nhập, thậm chí còn bị dính trụ như vậy. Ngang một tiếng, lại có một tiếng tỏ rõ rồng ngầm vang lên. Thất thải long hướng, Long Tiêu Dao tựa là gầm lên giận dữ. Trên người thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng, đúng là hồn kỹ thứ năm, long thần gào thét. Chỉ thấy một cái cự đại thất thải đầu dòng vòi nước ra hiện ra sau lưng của Đường Vũ Đồng. Lương theo cái này rít lên một tiếng, cơ hồ đường kính giống như thân thể của Đường Vũ Đồng lớn bằng đậm đặc hào quang bảy màu hướng phía Long Tiêu Dao vụt lên mà ra. Chung quanh thân thể của Long Tiêu Dao, khí lưu màu đen lại bị một cỗ này thất thải vầng sáng vụt lên tán loạn một chút. Đường Vũ Đồng toàn lực hướng lên dùng sức, muốn nhổ ra bản thân hai cánh, nhưng mà Long Tiêu Dao lại sẽ làm cho nàng được như ý hay sao? Hừ lạnh một tiếng, sền sệt màu đen theo bảy cái màu long rực lan tràn trên phía trên, tu vi chênh lệch cũng không phải huyết mạch lực lượng có thể bù đắp. Đường Vũ Đồng chỉ cảm thấy một cỗ vô hình hắc ám khí tức lập tức chế trụ linh hồn của mình trì lực, khiến cho long thần khí tức không cách nào tiếp tục phóng ra bên ngoài. Đúng là lúc này chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, một đạo tuyết thân ảnh màu trắng lặng yên không tiếng động hiện ra bên người của Đường Vũ Đồng.